Năm nay do dịch COVID-19 nên các bạn trẻ sinh viên Lào học tập tại thành phố biển Nha Trang đều ở lại ký túc xá của trường. Lần đầu tiên được đón Tết cổ truyền Việt Nam, các sinh viên nước bạn rất háo hức, phấn khởi khi được Trường Đại học Nha Trang tổ chức chương trình hướng dẫn gói bánh chưng theo phong tục người Việt. Từ sáng sớm, các bạn sinh viên Lào đã háo hức đến điểm tập trung gói bánh. Mỗi người một việc, tất cả tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp và ấm cúng như một gia đình người Việt khi Tết đến xuân về. Dẫu học tập ở Việt Nam nhiều năm, nhưng đây là năm đầu tiên các bạn đón Tết Việt cùng bạn bè trong ký túc xá nhà trường. Trường học đã tổ chức, em thấy rất vui vì là đã làm cho em trải nghiệm được văn hóa của Việt Nam. Em hiểu biết được nhiều Tết nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên em được gói bánh chưng ạ. Thấy rất thú vị. Cảm nghĩ của em rất là mừng và rất là hồi hộp, tại vì năm nay là năm đầu tiên được gói bánh chưng ạ. Cảm nhận của em được đón Tết tại Việt Nam rất là mừng, rất là khác với Tết của Lào ạ. Nên rất là thú vị. Khác như thế nào ạ? Tại vì là Tết của Lào là về Tết nước, nhưng mà Tết của Việt Nam thì là khác. Là một hoạt động hiếm hoi được tổ chức trong bối cảnh dịch COVID-19, Trường Đại học Nha Trang mong muốn từ cuộc thi làm bánh chưng sẽ tạo điều kiện cho các bạn sinh viên nước ngoài được trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt, cũng là cách để gìn giữ truyền thống, để những giá trị văn hóa Việt được lan tỏa. Các sinh viên Lào sẽ trở thành cầu nối truyền đi thông điệp tích cực và quảng bá văn hóa Việt Nam đến với nước bạn Lào, từ đó góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước. Thưa quý vị, mặc dù Tết Nguyên đán đã về trên mọi miền Tổ quốc, thế nhưng tại thành phố Hải Phòng, hàng nghìn công nhân lao động không trở về quê hương mà ở lại thành phố để đón xuân. Ngay sau đây, mời quý khán giả cùng lắng nghe chia sẻ của họ, những người lao động đón Tết xa quê tại Hải Phòng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, đã khiến vợ chồng anh Nguyễn Anh Sơn, quê ở tỉnh Bắc Ninh, hiện đang là công nhân tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, quyết định ở lại Hải Phòng ăn Tết. Hiện tại thì cũng cận kề đến Tết rồi, thì vợ chồng tôi cũng băn khoăn cái việc là có nên về quê ăn Tết không. Cả gia đình cũng có con nhỏ nữa, nên là tôi nếu ăn Tết ở đây thì mong muốn được chủ nhà trọ và công đoàn cũng có hỗ trợ và quan tâm đến gia đình tôi để vợ chồng tôi ăn Tết xa quê vui vẻ hơn. Hiểu được tâm lý người lao động, đặc biệt là những lao động ngoại tỉnh, nhiều chủ nhà trọ tại các địa phương đã hỗ trợ phần nào, chia sẻ khó khăn của người lao động xa quê. Nếu mà các cháu mà thiện chí ở lại mà không về quê thì là gia đình, bản thân gia đình nhà trọ sẵn sàng sẽ ủng hộ các cháu. Hỗ trợ coi như là giảm thêm phòng trọ cho các cháu. 1-2-3 tháng là bình thường. Hiện nay tùy vào cấp độ dịch mà mỗi địa phương lại áp dụng các quy định phòng dịch khác nhau. Điều này gây e ngại cho người lao động trong việc quyết định trở về quê ăn Tết. Trước thực tế trên, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã xây dựng các phương án chăm lo Tết cho công nhân ngoại tỉnh, bảo đảm để ai cũng có Tết dù ở đâu. Thì năm nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cho nên là các doanh nghiệp cũng vận động công nhân lao động là hạn chế về quê đón Tết và ở lại các khu nhà trọ để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch. Thì đối với qua nắm mắt thì các doanh nghiệp cũng hỗ trợ cho người lao động ở lại không về quê đón Tết là 1.000.000 đồng một người. Còn ngoài ra thì công đoàn khu kinh tế cũng đến thăm và tặng quà động viên công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Để giúp người lao động có một cái Tết đủ đầy, thành phố Hải Phòng đã trích khoảng 80 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 257.000 công nhân, người lao động Hải Phòng. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Ngoài ra, thành phố Hải Phòng cũng đang triển khai gói hỗ trợ an sinh COVID-19, tặng đoàn viên, người lao động là các F0, F1 đang cách ly tại nhà với các nhu yếu phẩm cần thiết. Chúng tôi cũng sẽ có những cái phương án để động viên, để chúc Tết, sẽ tặng quà cho người lao động thì trong cái gói an sinh chung. Cái thứ hai là có thể là sẽ chúc mừng năm mới bằng lì xì cho người lao động ở trong các cái đơn vị mà đăng ký. Bên cạnh đó thì cũng đề nghị các cái chủ sử dụng lao động, thế rồi là các chủ nhà trọ cũng tiếp tục sẽ có quan tâm, rồi là động viên, thế rồi là có những cái hoạt động tập thể chung để cho người lao động có thể là tham gia được, đảm bảo các yêu cầu về tinh thần nhưng mà cũng đảm bảo về phòng chống dịch bệnh trong thời gian Tết. Mùa xuân đang về trên khắp các nẻo đường và với người lao động xa quê, Tết này sẽ thật sự trọn vẹn khi nhận được sự quan tâm đến từ các cấp chính quyền và công đoàn.
Tất cả các đoàn viên người lao động xa quê sẽ được đón Tết cổ truyền trọn vẹn, đầm ấm. Đó là động lực để người lao động yên tâm công tác, góp sức chung vào công cuộc xây dựng quê hương, phát triển kinh tế trong giai đoạn cả nước đang bước vào một năm 2022 với nhiều chông gai và thử thách.